Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em gửi đến các bác một mẫu xe gian TCR được trang bị cấu hình full group Tiagra, bộ vành và Mayer Zero, khung là carbon. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Khung là carbon, nước sơn nguyên bản, xe thì còn khá là đẹp, chỉ có một vài vết xước do quá trình sử dụng cộng với cả là xe bãi thì không thể tránh khỏi. Còn tổng thể của chiếc xe thì các bác nhìn trên hình thì nó còn rất là đẹp. Bộ tay lắc Tiagra, phanh 3 mảnh, phanh Zero, Mayer Zero. Zero cũng là một cái hàng hiệu của dòng xe đạp. Đùi đĩa Tiagra, bộ chuyển động full group Tiagra. Em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 52 cm, là chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m63-64 là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Clip 10 tầng, nghĩa 2 tầng, có 20 chiếc điện. Rất là êm ái mượt mà. Và chiếc xe này đang có giá bán bên em là 16.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh cộng với cả ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.